Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino Cơm Việt Cali.com Cơm phần 3 món ăn ngon nhớ hoài 714-989-9911 và 714-548-1823 HT Learning Center Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi Dinh giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006 HALA Casino Spa and Resort. Mời quý khách trải nghiệm 5 yếu tố phong thủy thắng lợi. Bên cạnh chúng tôi là Terry Thanh Hương từ Bosa Tickets mỗi thứ sáu Cô lại đến đây gửi đến quý vị các bạn tin liên quan đến đời sống hàng ngày. Gửi lời chào Terry Thanh Hương. Vâng. Happy Friday anh Thủy. Happy Friday quý vị và ừ. thanh hương có bao giờ đi máy bay của hãng hàng không eva không eva là eva, hả? EVA đó có anh đi nhiều lần phải không ừ. thì hôm nay ừ. lý Đoàn sài gòn tv nhận được một cái tin vui và cũng là một thân chủ bảo trợ cho liên đoàn tv ừ. à, cho thấy rằng là thưa quý vị hãng hàng không đứng hàng thứ 8 trên thế giới này eva eva à, đã nhận được giải thưởng liên quan đến tiêu chuẩn và chất lượng cao nhất gọi là giải thưởng uy tín 5 star, 5 ngôi wow. sao airline cho EVA trong một buổi lễ trao tặng đặc biệt tại thủ đô Đài Bắc ở Đài Loan. EVA là một hãng hàng không của hãng Đài Loan thưa quý vị. À, giám đốc điều hành Skytrax là ông Edward Plastic đã trao giải thưởng cho EVA. Chủ tịch hội đồng quản trị Steve Lin trước sự chứng kiến đã cho biết là ông rất là vui các thành viên eva đều có sự cảm kích sâu sắc với giải thưởng này và tiếp tục sẽ cải thiện và càng ngày càng tạo nên điều kiện dễ dàng cũng như thoải mái cho tất cả các hành khách sử dụng EVA Thưa các vị. Ừ. Chúc mừng cho hãng hàng không này. Và ừ. không biết là giá có bớt xuống không anh hả? Tôi nghĩ rằng là với những cái vị nào đã bay với EVA rồi, họ lại chọn EVA, họ vẫn thích EVA và ừ. giá thì thực sự trong thời gian qua nó đã, đã giảm bởi vì giá dầu nó giảm chung Đúng đó, rồi. cho nên tất cả các hãng máy bay à, họ nói rằng đôi khi nó mắc hơn chút xíu thôi nhưng yeah. mà nó xứng đáng, yeah. nhưng mà không đắt nhiều. Đôi khi mình cho bỏ ra khoảng vài chục hay là chăm mấy thôi là ừ. mình có được một cái à, cái phương tiện và một cái chỗ ngồi nó nó thoải mái hơn so với yeah. các hãng khác Đúng thì rồi. cũng có lý cái Ở hãng máy bay Eva đó anh có yeah. Deluxe xong rồi có Business Class thì, thì mình có thể yeah. mình lấy cái Deluxe thì cái chỗ nó lớn hơn mà tất cả các hãng máy bay khác không có đó, đó mà giá à. thì very very good thực sự okay. thì nhiều người cũng bay uh, Cathay Pacific hoặc là Singapore ừ. hoặc China, là Korean airline à uh, japan thì ừ. tất cả những con đều uh, nhưng mà nhiều người họ đã đi thường xuyên với eva đó nhất là có chuyến bay về việt nam thì họ vẫn thích chọn eva ừ. rồi đó là chuyện máy bay nhưng mà muốn đi du lịch thì mình phải có một cái đời sống mình phải có một cái tâm thần tốt thì mới đi mới sung sướng mới hưởng thụ được phải không thế ừ, thôi. Mà muốn vị... có được như thế thì phải làm gì? Vâng, à nói đến à, những cái đồ ăn nào mà quý vị nào mà hay bị à, khó chịu ừ. à, vấn đề vấn đề tiêu hóa hoặc là khó tiêu đó anh ừ. thì họ nói là có 11 cái loại thức ăn mà chúng ta nên tránh cho những quý vị nào mà Uh, um, khó um, um, gọi là digest tức là là khó, khó tiêu. tiêu đó uh -huh. thì đầu tiên đó là những cái đồ ăn chiên anh thụy à oh, uh, vâng yeah. đồ ăn chiên có rất là nhiều chất béo và có thể đưa đến Quá chúng ta bị tiêu đó. chảy rồi những cái nước sốt của nó uh -huh. uh, có thịt và bơ hoặc kem trắng miệng này kia nó có thể nó gây ra chúng ta rất là khó tiêu thành ra chúng mà ta hai cholesterol hai cholesterol nữa thành ra chúng ta nên chọn những cái thực phẩm nướng hoặc những cái nước sauce mà nó lại nhẹ đi yeah. một tí và thay uh, thay vì mình ăn bơ hoặc là ăn kem uh -huh. thì mình dùng những cái loại bơ uh, hoặc là gì mà làm bằng uh, vegetable yeah. làm bằng trái cây đó với lại rau cỏ đó thưa anh đồ chiên đó quý vị tránh ăn đồ chiên ở nhà hàng <laughs> lý do đó nhà hàng họ lấy cái dầu đó, đó họ ừ. chiên đi chiên lại cả bao nhiêu ngày rồi ừ. mình không biết được <laughs> nhưng mà chiên ở nhà thì chúng ta chiên xong là chúng ta bỏ đổ Đúng cái dầu này. đi cho nên Đúng bao là. giờ nó cũng mới cho nên thực sự đề nghị đó là ăn cái gì chiên đó, thì ừ. chiên ở nhà thôi dạ. cá chiên thịt chiên hay cái gì chiên á ừ. ừ. mà nhất là hành mà lăng bột chiên này nữa ừ. À, mà dầu mới nó ngon nữa phải không dạ đúng không? rồi yeah. vâng và cái thứ hai là những cái um, trái cây mà uh, chua đó thưa anh thụy um, Ồ, vì, cẩn vì... thận phải không dạ vâng tại vì những cái đồ ăn chua đó nó có rất là nhiều uh, chất xơ tức là tốt mình nghĩ là ừ. những cái chất xơ nhiều fiber, nhiều thì mình dễ tiêu hóa yeah. nhưng họ nói có một người uh, yếu uh, bao tử đó thì sẽ bị đau dạ dày ừ. hoặc là thành ra mình nên bớt ăn những cam bưởi và những cái loại trái cây mà chua. mình thấy ăn một mình thấy cái bụng mình nó khó chịu thì quý vị nên ngưng tức là quý vị có vấn đề về bao tử là tức là mình có nhiều chất axit quá trong cái 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 cái, cái ừ. dạ dày của mình. Ngoại trừ phụ ừ. nữ mang thai thèm chua, <laughs> thèm chua là thích con gái phải không? Không biết, cái đó không có đúng lắm đâu anh. <cười> <cười> và thưa quý vị um, và đường nhân tạo tức oh. là artificial sugar quý vị uh, cứ nhớ là mình ăn ngay sinh gum đó anh, cái loại là sugar free đó thì nó có rất nhiều cái thì chất. Thì nước ngọt so cũng metal, có sugar free nữa. Không? À nhưng mà cái chất uh, sugar free shing, uh, gum nó anh nó có rất là nhiều cái chất sorbitol. À, ra họ nói là đây. à nếu mà mình ăn cái đó nhiều quá thì mình sẽ bị cramp tức là bị đau bụng và bị tiêu chảy. Uh, thì tất cả những cái loại uh, đường nhân tạo đều gây ra các vấn đề giống như vậy hết. thành ra họ uhm. uh, FDA cảnh cáo là Để chúng ta tạo. không được ăn quá 50 gram trở lên thì chúng ta yeah. sẽ có vấn đề. Uhm. ăn đường mía là tuyệt vời. Đường <laughs> mía. Và một cái nữa là um, quá oh, nhiều chất xơ. Mình oh, cứ nghĩ mình ăn nhiều oh, fiber oh, thì mình sẽ dễ tiêu hóa. nghĩ là tốt hóa. chứ. Yeah. Nhưng mà nếu mình ăn nhiều quá đó thì um, cái 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 cái, uh, cái 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 tiêu hóa của mình nó sẽ gặp khó khăn tại vì nó quá nhiều nó không có điều chỉnh được anh. À. Nếu mình uống fiber ăn fiber quá nhiều mà ừ. mình không uống nước nhiều thì oh, mình sẽ bị vấn đề bị đầy bụng. Ừ, đầy bụng. Nhiều uh, hơi. Nhiều hơi. Và nhiều hơi thì <laughs> sẽ gây khó chịu cho người ngồi kế bên. Đúng rồi. Thành ra thưa quý vị, uh, khi mà chúng ta uống Metamucil đó, anh Thụy hoặc những cái cái chất xơ yeah. là lúc nào họ cũng bảo mình phải uống nước rất là nhiều. Cho yeah. nên các cô ừ. nào mà có ngày hẹn hò, dating với các anh hoặc là các anh có hẹn đó thì chớ nên ăn nhiều fiber. <laughs> mà tôi biết mít đó trong đó nhiều fiber ừ. lắm. Thanh Hương chưa bao giờ ăn mít anh Thụy tên không? không bao giờ phải cái có mùi thể... nó kỳ lắm anh không cái ăn mùi được. À. Ừ, không Rồi ăn sầu được riêng thì sầu sao? Riêng cũng không ăn không được ăn luôn. sầu riêng với mít hả? <laughs> Thôi. À, tôi đề nghị Thanh Hương <laughs> đi nên vào nhà thờ hoặc là đi thành sư cô hoặc là bà <laughs> sơ nhé. Phí phạm cả một đời. Ừ. Và cái thứ ba là pin thưa Ú, quý vị. Đó cái là này đó này cũng đậu. thế nữa. Và hai yeah. hạt đậu có rất là nhiều protein cho quý vị nào mà không ăn thịt thì chúng ta ăn pin thì rất là nhiều lắm, rất là nhiều nhưng có rất nhiều cơ thể của nhiều người không có uh, cái cái oh. cái cái um, gọi là cái uh, cái enzyme mà mình không có thể mình break nó down được. Nhất là em, có nhiều dạ, sugar dạ, trong dạ đó. Vâng, thì ra mình sẽ uh, bị uh, khó chịu đầy bụng và rất là nhiều hơi. À, em, đây. chúng ta họ nói nếu muốn tránh cái vấn đề sình bụng hoặc là ra hơi nhiều quá thì chúng ta nên ngâm uh, cái 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 nó cái đậu á uh, 4 giờ uh, trước khi chúng ta nấu và đổ cái nước chúng ta ngâm đi. Yeah. Ừ. họ nói rằng ăn pin nhiều đó nó sẽ thải ra khí rất ừ. là nhiều rất là nhiều cái ga sao anh, anh à. gọi là excess gas và khí này có thể đốt được gọi là khí đốt <cười> <cười> ừ. cái nữa mà thanh hương rất là thích anh huệ cái này mà lộ lên Ồ. mà chấm với lại uh, uh, trứng uh, nước mắm, đá, nước mắm đó. hoặc là trao uh -huh. thì thưa quý vị <laughs> bắp cải và <laughs> những cái loại cùng một cái, cái, cái uh, cùng gia đình hò, chung nó cùng, cùng họ đó ừ thì có rất là nhiều um, chất đường mà chất cũng sơ chung, cũng cũng có thể làm chúng ta ha. khó tiêu hóa lắm thành ra nếu mà quý oh, vị cũng gassy nhà, luôn gassy very gassy. Oh, ừ. thành ra nếu quý vị ra. muốn đỡ bị uh, uh, đầy, đầy hơi bụng. thì chúng ta nấu đầy chứ hơi, đừng nên đầy ăn bụng. sống Ừ, rất là nhiều người à, khoái ăn gỏi đó anh thì bắp cải sau nãy giờ mấy khó... cái thanh hương nói là toàn là xì hơi không gì tại vì nó là khó tiêu hóa mà anh thì nó sẽ làm à... mình đầy bụng thì những cái gì mà quý vị ăn đừng ăn nhiều như... quá nhà, nhiều quá hoặc là như mình uống nhiều chất đường quá anh như là cốt hoặc là những cái gì mà quá nhiều đường mình cũng bị đầy hơi đừng ăn chung bean với lại cabbage <laughs> thấy không không nên ăn chung bean với lại broccoli <laughs> rồi à, tới cái thứ đó là fructose tức là những cái thực phẩm ngọt hàng ngày chẳng hạn như nước ngọt, kẹo, nước trái cây và bánh ngọt à, sẽ làm cho chúng ta bánh khó tiêu hóa có. hơn fructose ừ. nhiều lắm à, và vâng. đều đó chúng ta sẽ đi đến tiêu chảy hoặc là đầy hơi và à. bị cramp tôi ừ. thích ăn cái cheese cái cheese mà nó uh, gì xem uh, cheesecake không phải là cheesecake nhưng mà cái loại như là Danish đó. Ồ oh, oh, Danish oh, nó giống Danish như là đó, cream đó mà nó đó, có đó, cheese mà cái miếng bánh mì xong nó bỏ cheese ồ oh, ngon ơi là ngon ăn cái đó vào rồi bụng đầy lắm cho quý, à, quý vị. Còn tới bốn thứ nữa chưa ừ. xong. Thì mà thì... đèn nó lên rồi. Dạ vâng. Thì quý vị cứ nhớ là mình đừng có nên ăn cay nè, những cái thực phẩm à. có sữa ừ. và một cái quan trọng nhất đó là peppermint bạc hà thưa anh Thụy nó sẽ làm chúng ta bạc hà uh, cũng thế hả dạ nó 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 cái làm mùi, nó uh, nó mùi không bọc phải bọc nó hà. nó thư giãn những cái esophagus của mình rồi và chi sữa cũng bị luôn sữa. Yeah, và... toàn những cái thứ ngon mà cứ bị hết vậy và <laughs> quý vị cứ để ý là cái gì mà mình ăn mình thấy khó chịu ở chúng ta nên ngừng à, mong rằng quý vị sẽ có một uh, cuối tuần rất là vui ừ. và Chịu khó ăn những cái gì mà Nếu mà bụng mình nó khó chịu chúng ta ngừng ăn Cảm ơn quý vị là Happy Friday Cảm ơn Thanh Hương và chúc Thanh Hương một cuối tuần thật là vui Hẹn với Thanh Hương vào thứ sáu ừ. tuần tới Chúc quý vị một cuối tuần thật là tuyệt vời Và xin chào lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay Cũng như xin đừng uh, rời khỏi Làn sóng 57.7 theo dõi các chương trình Thường lệ 5 giờ chiều chúng tôi gửi đến quý vị Phần tin tức trong ngày xin trân trọng kính chào Tìm sự cân bằng hoàn hảo với sự sang trọng bốn kim cương tại phía bắc San Diego, Pala Casino Spa and Resort.